Hơi đơn điệu, chứ anh sẽ không mua lại cái sản phẩm này. Hello mọi người, lại được anh đây. Thì anh đã cố gắng kiếm một cái ngày nào đấy mà có ánh sáng nó tốt một chút, bởi vì trong tuần này là ngày nào nó cũng âm u luôn. Nhưng mà không sao, ngày hôm nay anh rất là vui, bởi vì ngày hôm nay mình có thể. Thì cái video ngày hôm nay thì anh sẽ có một cái MC haul mà lâu lắm rồi anh không có, sẽ giới thiệu cho mọi người một số cái sản phẩm mà anh đã dùng hết trong thời gian vừa rồi. Thì sản phẩm đầu tiên anh có ở đây, cái này là một cái cleanser rửa mặt của Cosrx. Cái này là Low pH Good Morning Gel Cleanser. Thì mọi người có thể thấy anh rất là thích cái cleanser này vì mình đã dùng hết cả hai cái sản phẩm như thế rồi. Thì cái này anh dùng trong khoảng hơn nửa năm, dùng khá là tiết kiệm và giá của nó cũng không phải là quá cao. Cái điểm đặc biệt của cái sữa rửa mặt này là cái độ pH của nó là vào khoảng từ 5 cho đến 6. Thì nó là cái độ pH mà anh thấy là khá là ổn so với các loại cleanser khác. Vì đó là lý do vì sao mà nó được đặt tên là low pH. Với Đức Anh thì cái này làm sạch rất là tốt. Ngoài cái độ pH rất là lý tưởng ra thì ở trong này chúng mình còn có. Thì ngoài cái độ pH khá là lý tưởng ra thì trong cái sản phẩm này anh thấy nó còn có AA và BHA. Và tất nhiên là khi mình sử dụng mình cảm thấy là nó có thể giúp cho cái làn da của mình được mịn hơn và cải thiện cái cấu trúc bề mặt da. Nếu như da của mọi người có cái kiểu lỗ chân lông mà to giống như anh, hoặc là mụn ẩn, hoặc là mụn cám, và các cái vấn đề làm cho cái bề mặt da của mình nó bị sần sùi, nó không có được mềm mịn ấy, thì khi mọi người dùng cái này thì mọi người sẽ cảm thấy là nó được cải thiện hàng ngày. Bởi vì cái này là một loại cleanser mình dùng hàng ngày mà. Mặc dù là được giới thiệu là một loại cleanser dùng buổi sáng, nhưng mọi người biết là anh không dùng các loại cleanser mà sạch quá vào buổi sáng. Thì anh chỉ muốn là buổi sáng mình sạch vừa phải thôi. Thì cái này đối với anh dùng buổi tối rất là ok. Và nó nhẹ dịu, không cồn, không hương liệu, không chất bảo quản. Và cũng như là trong này nó có thêm những cái hoạt chất giúp cho cái da của mình nó mềm hơn và nó hút ẩm hơn, giúp cho cái quá trình skincare sau này của mình nó rất là thích. Nếu như mọi người chưa tìm được một cái loại cleanser nào mà nó làm sạch tốt và cũng như là có kết hợp AHA, BHA, cũng như là giúp cho mọi người giảm cái tình trạng mụn và các cái mà anh đã nói lần trước, thì mọi người có thể thử cái này. Nhưng mà anh dùng nhiều quá, anh chán lắm rồi. Tiếp theo là một series Cosrx, bởi vì anh rất là thích những sản phẩm của Cosrx. Nó là một cái loại skin care nó rất là thuần về cái hoạt chất. Và mặc dù là có những hoạt chất cũng như nổi tiếng với cái loại BHA, AHA, nhưng mà khi mà dùng trên da mình cảm thấy nó rất là nhẹ nhàng, rất là nhẹ dịu, và nó không làm cho cái da của mình bị căng tức hay bị khô. Thì cái sản phẩm nổi bật mà anh muốn nói đến và anh đã dùng hết cũng như là rất là yêu thích trong năm ngoái, cái này là Cosrx PHA Blackhead Powder Liquid. Thì cái sản phẩm này là một sản phẩm tẩy da chết hóa học dành cho mọi người. So với những cái sản phẩm tẩy da chết hóa học khác thì nó cũng không phải là có cái nồng độ nhẹ dịu đâu. Nó có phần trên salicylate 4% tương đương với lại là 2% BHA. Nhưng mà khi sử dụng cùng cái nồng độ BHA so với những cái sản phẩm khác thì anh thấy là rất là nhẹ dịu. Nó không làm cho cái da của mình có cái cảm giác giống như là nó bị căng, bị tức, giống như có ai kéo căng da mặt của một người ấy, hay là một người cảm giác như là cái da mình nó bị bóng lên vì là nó khô và nó căng. Thì cái này không hề có cảm giác đấy. Mặc dù là các cái loại tẩy da chết hóa học thì mọi người thường dùng 2 cho đến 3 lần một tuần, nhưng đặc biệt cái này của Cosrx thì Đức Anh đã có khoảng thời gian mà mình dùng hàng ngày, tức là ngày nào đấy anh cũng sử dụng. Và anh cảm thấy những thành phần tẩy da chết và làm sạch da sâu của Cosrx nó rất là nhẹ dịu, và cái điều chế cũng như cái thành phần và sự kết hợp của nó bằng một cách nào đó, nó làm cho da mình khi mà sử dụng hàng ngày nó không làm cho mình bị căng, bị khô, bị đỏ, cảm giác như mình dùng quá là lạm dụng axit thì không có cảm giác đấy. Và khi sử dụng cái này thì đương nhiên là anh cảm thấy là cái da của mình nó rất là thoáng. Cái tình trạng mụn ẩn này, lỗ chân lông này, mụn đầu đen cải thiện rất là tốt. Tiếp theo vẫn là của Cosrx, cái này là Cosrx Original Clean Pad. Thì đây là một cái dạng tẩy da chết hóa học nữa, nhưng mà rất là nhẹ dịu, dùng hàng ngày, rất là tiện khi đi du lịch. Thì ở trong này chúng mình sẽ có 70 miếng cotton pad được thấm đẫm dung dịch sản phẩm. Và nó sẽ có hai mặt, một mặt trơn và một mặt nhám. Khi mọi người sử dụng, mọi người sẽ sử dụng mặt nhám trước để tẩy da chết và làm sạch da. Tiếp theo là đến cái mặt nhẵn để có thể cấp ẩm cũng như hồi phục lại cho da. Thì khi mà sử dụng cái này thì anh sử dụng hàng ngày luôn. Đấy là cái lúc mà anh không có sử dụng cái này hàng ngày nhá, thì anh sẽ sử dụng cái này hàng ngày. Tức là một ngày anh dùng một miếng, mọi người có thể dùng hai miếng cũng được. Cái đặc biệt của sản phẩm này đó chính là làm mịn da rất là nhanh. Tức là nếu như ngày hôm đấy mọi người cảm thấy da của mọi người nó không được mịn và vẫn còn da chết, hoặc là nó không có được láng để mọi người có thể make up ấy, thì khi mọi người sử dụng cái này xong và sau đấy mọi người make up, anh đảm bảo mọi người nó rất là mịn.
cái nền mọi người nó rất là mướt và nó không có bị cảm giác như là bị lộ texture ở trên da, thì cái này rất là đáng mua. Tiếp theo là một cái nước tẩy trang của Dewy Tree, cái này là The Clean Lab Pulling Cleanser Waters. Thực sự cái tên này đọc rất là khó ấy, phải dùng rất là nhiều lưỡi. Thì cái nước tẩy trang này đối với anh thì nó không có quá gì nhiều để nói. Nó tẩy trang được, nhẹ dịu, không có gây khô da, cũng không có cái việc mà mình làm sạch không có được đủ. Đứa anh thì không sử dụng các loại các loại mỹ phẩm ở Waterproof, cho nên là mình không rõ được là cái độ tẩy trang của nó có được mạnh hay không. Nhưng với đứa anh thì cái sản phẩm này dùng ok, hơi đơn điệu. Nói chung là anh sẽ không mua lại cái sản phẩm này. Tiếp theo là một cái serum mà anh rất là yêu thích và anh mua đến chai thứ 3 rồi. Cái này là của Some By Me Snell Trusica Miracle Repair Serum. Thì ở trong này chúng mình đã biết là nó có tinh chất oxane và là oxandene. Của Some By Me thì ở trong này chúng mình có dịch oxandene và allantoin. Thì cái sản phẩm này được quảng cáo chủ đạo về cái hướng là nó sẽ giúp mọi người trị sẹo rỗ, và như một người có một vài cái sẹo rỗ trên mặt như anh, và khi mọi người có một vài cái thì nó rất là chướng mắt ấy, thì anh đã sử dụng cái này. Và để nói cho mọi người về cái việc mà sẹo của anh nó có liền hay không thì không, nhưng mà mình có cảm giác được là nó đang trong quá trình liền và nó nông hơn hay không thì anh cảm giác là có. Thì anh không biết là nó là thật hay không vì anh không có kiểm chứng bằng cái việc đo, vì nó có đầy lên thì nó cũng chỉ đầy lên một chút thôi. Nhưng mà với anh thì anh cảm thấy là mình không có còn để ý nhiều và chú tâm và nhìn được thấy cái sẹo đấy của mình nhiều nữa. Tất nhiên là nó vẫn còn sẹo, nó không thể nào liền đầy như một cái da bình thường được, vì anh chỉ dùng mới đến chai thứ 2 mà thôi. Cái việc mà anh thích nhất ở cái sản phẩm này đó chính là cái khả năng dưỡng ẩm của nó, cũng như là cái việc mà nó làm cho da của mình, nhất là lỗ chân lông, nó rất là mịn và nó làm cho cái kết cấu bên mặt da của mình cảm giác nó rất là căng mướt, nó rất là bouncy, nó rất là có cái độ đàn hồi ấy. Chỉ có cái mà khi mà sử dụng sản phẩm này mình cảm thấy nó hơi nhớt quá, và khi massage lên tay thì nó có một chút bị tạo bọt dính dính. Thì thường anh sẽ massage lên tay trước khi dùng serum và sau đó áp lên mặt, chứ anh không có thích mà dùng trực tiếp lên mặt như thế này. So với mức giá thì anh cảm thấy là sản phẩm này nó rất là đáng mua, không chỉ với những cái bạn mà có sẹo rỗ mà có ước mong là mình có thể nào mà làm đầy cái sẹo rỗ đấy, mà kể cả những cái bạn mà có nhu cầu dưỡng ẩm, nhu cầu cải thiện lỗ chân lông thì rất là recommend cái này, nhất định mọi người phải mua cái này nhá. Tiếp theo là một cái moisturizer đang khá là yêu thích trong năm nay, cái này là của Murad Clarifying Oil Free Water Gel. Cái gel moisturizer này là một cái gel mà đang rất là thích, bởi vì là cái kết cấu ít nhất là về cái bao bì của nó rất là thông minh. Bởi vì là khi mọi người dùng moisturizer mà các cái hũ mọi người phải mở ra, xong mọi người cho tay vào, xong mọi người quệt cả tay rồi lên mặt, em cảm thấy là nó rất là mất vệ sinh và gây cho cái hũ của mình nó dễ bị vi khuẩn và bị hỏng sớm, làm hại đến cái da của mình. Thì cái việc mà không cho cái kem mình tiếp xúc với lại tay vi khuẩn cũng như oxy của cái Murad này rất là ok này. Tiếp theo nó là một cái loại gel màu xanh, và cái việc mà sử dụng nó em cảm thấy là nó thấm trên da rất là nhanh. Và cái việc mà nó đảm bảo được với anh nhất đó chính là cái việc mà nó cải thiện cái bề mặt kết cấu da. Mọi người thấy anh nói về bề mặt kết cấu da rất là nhiều, bởi vì đấy là cái mình rất là phân vân, bởi da anh rất là hay có những cái phần nổi và những cái phần chỉ. Tiếp theo là đến những cái sản phẩm skincare hay makeup thì cái này không cần nói nhiều nữa. In Aqua Tone Up UV Essence SPF 50 PA 4+. Với anh thì đây là một cái sản phẩm kem chống nắng tuyệt vời nhất mà anh sử dụng, vì nó rất là nhanh gọn, dễ chịu trên da. Mặc dù nhiều người cảm thấy nó hơi nhờn, dít, hơi nhờn, hơi dính một chút, nhưng với bản thân Đức Anh cảm thấy cái đấy là chịu đựng được. Nó sẽ giúp cho mình có một làn da đẹp hơn, sáng bóng hơn. Trong này chúng mình có chiết xuất màu tím sẽ làm cho cái da của mọi người nếu như bị cảm giác như là màu da nền mọi người nó không có được đều màu và nó cảm giác nó hơi thiếu sức sống một tí thì dùng cái này rất là ok. Đức Anh nói với cái này quá nhiều rồi nên nói nữa đây cũng thấy hơi chán. Đức Anh đang có hai cái vỏ ở đây đấy, dùng được một vài cái vỏ nữa và đang còn có hai cái nguyên siêu ở ngoài kia. Tiếp theo là một cái sản phẩm makeup mà anh mua rất là lâu rồi, cái này là cái CC cream, nghe hơi kiểu năm 2013, nhưng mà thật sự hồi đấy anh dùng cái CC cream này không hiểu sao bây giờ mình vẫn tìm thấy nó ở trong cái xe đẩy đồ makeup của anh. Cái này là Sugao Airfit CC cream SPF 23 và PA 3+. Thì cái sản phẩm này đối với anh hồi đấy anh rất là thích, bởi vì sau khi mà dùng lên trên da mình nó tạo ra cái finish mà mọi người biết là anh rất là thích, đó là velvet. Nó làm cho cái da của mình không bị bóng quá, không lì quá,
bóng quá thì nó trông hơi yếu, lì quá thì nó trông hơi thiếu tự nhiên một chút, thì với anh Velvet thì kiểu nhung mềm là thích nhất. Nhưng mà cái này dùng thì anh cảm thấy cái độ che phủ nó rất là light coverage, nó không có che phủ được nhiều. Và với bản thân anh ở hiện thời điểm hiện tại thì một sản phẩm không che phủ được nhiều cũng rất là ok thôi. Nhưng mà thay vào đó nếu mà phải dùng cái này thì anh chỉ dùng một mình cái này thôi cũng đã ok rồi. Cái này thì sẽ recommend, cái này không recommend cho mọi người đâu. Tiếp theo là một cái cushion mà anh rất là thích. Đây là cushion của Lam. Cái này là Lam Cosmetic V-Collagen Cushion. Màu anh dùng là màu số 20. Sản phẩm này có chỉ số chống nắng là SPF 50 cộng và PA 3 cộng. Nói về thiết kế thì cái này trông khá là xịn sang trọng, cũng là nhựa thôi. Nhưng mà cái đây đánh thích nhất là cái việc mà cái finish cũng như là cái cảm giác của nó trên da, nó tạo cho mình một lớp nền rất là trong. Tức là anh không gọi nó velvet đâu, nhưng mà nó cũng không có quá là dewy, nó không có quá là bóng, nhưng mà nó cảm giác như là nó bóng hơn velvet một tí, nhưng mà nó chưa đến cái mức độ là nền bóng. Nó làm cho mình cảm giác rất là tươi, và cái độ che phủ của nó rất là tự nhiên. Mặc dù nó vẫn che phủ được, nhưng mà nó không có bị cảm giác bị dày hay là bị... Tức là anh không thích một cái nền gọi là một cái nền quá tự nhiên, hoặc là một cái nền đẹp để mình muốn có một cái nền giống như mình không đánh nền. Thì khi Đức Anh đã từng hỏi bạn Đức Anh là hôm nay anh có make up thì trông như thế nào, nó bảo là cũng không thấy rõ là make up đâu, nhưng mà cảm giác như ngày hôm nay thì có tươi hơn. Thì Đức Anh cảm thấy là cái này sẽ giúp mọi người tươi tắn hơn rất là nhiều, và khá là tự nhiên. Các bạn nam cũng có thể ưu tiên sử dụng nhá, nó rất là tự nhiên luôn, và độ che phủ cũng rất là ok. Đổ dầu thì cũng không đổ dầu lắm, cái việc mà bị oxidize và bị xuống tông thì anh cảm thấy là khoảng 3-4 tiếng nó có khả năng bị xuống tông nhiều. Nếu như mọi người đi ra ngoài bụi nắng ngoài đường các thứ thì cái khả năng xuống tông của nó sẽ cao hơn, bởi vì dù sao cushion nó cũng không thể nào giữ tông được cho mọi người lâu. Tiếp theo là một cái concealer quốc dân. Cái này là The Same Tip Concealer Cover Perfection, màu số 1.5. Thì anh không có gì nói nhiều về cái sản phẩm này. Cái thứ nhất là cái texture của nó khá là đặc, và khi mà dùng lên nếu mọi người có cái kỹ năng tán nó không có được cao thì nó cũng có thể che phủ được tốt. Nhưng mà khi mà dùng cái này thì anh muốn sử dụng nhiều các cái technique hơn để mình có thể có được một cái lớp concealer nó tự nhiên nhất. Cái này thì anh thích hợp cho chấm mụn thôi, chứ còn nếu mọi người dùng để highlight hoặc là mọi người dùng để che cồn thâm mắt thì anh cảm thấy nó hơi là dày. Dạo này thì anh không có dùng nhiều concealer nữa vì trộm vía dạo này mình cũng ít khuyết điểm mọi người. Tiếp theo thì anh có 3 cái sản phẩm chỉ cả mày ở đây, anh nói nhanh thôi. Cái này đầu tiên là chỉ cái mày của FMGT, tức là The Face Shop cũ. Thì đây là một cái chỉ cái mày đầu dẹt rất là bình thường thôi. Ở trong này chúng mình có một cái đầu chổi nữa. Thì với anh không thích sử dụng các cái loại chỉ cái mày màu nâu, nhưng mà cái này thì là màu nâu, không hiểu tại sao đấy. Có thể là hôm đấy anh mua vội quá thì nó là màu nâu. Và cái chì này không phải là cái chì, nó là cái chì Design Eyebrow Pencil mà nổi tiếng của The Face Shop rồi đấy. Nhưng mà anh cảm thấy là nó hơi ít ấy. Khi mình dùng nó bơ, nó hơi ít và nó cũng khá là dễ gãy nữa. Dạo này thì anh không có sử dụng chì của Hàn Quốc nhiều. Tiếp theo là một cái chì kẻ mày của Etude House. Các bạn có chì kẻ mày của Etude House ở đây nhỉ? Etude House, lại còn có mực chứ. Etude House thì anh nghĩ là anh phải mua cách đây 3-4 năm mà. Sao lại còn đây nhỉ? Thì nó là một cái chì... rồi. Thế anh biết tại sao nó giữ được 3-4 năm rồi. Cái chì này là một cái chì có màu xám, màu ghi, màu gray như anh thích. Nhưng mà có một cái vấn đề là nó rất là cứng. Nó rất là cứng, nó không có dễ lên màu. Kẻ mày ấy, nó không có ra được những cái đường nhỏ. Thứ hai là khi mà dùng lên nó rất là cứng, nó rất là đau cái lông mày. Thậm chí là nó đau nhìn nó còn không ra màu nữa. Thì đó là lý do vì sao anh rất là còn nhiều cái... nói chung là anh còn rất nhiều sản phẩm trong này chứng tỏ là anh không thích. Vậy nên đã quăng nó ở đâu và chả sao nó vẫn xuất hiện ở đây. Tiếp theo là một cái chì kẻ mày anh rất là thích. Thì đây là chì kẻ mày của Lemonade. Đây là cái chì kẻ mày One It Got It Eyebrow Pencil. Thì màu đấy anh dùng là màu Grey Brown. Nói về cái này nhá, nó rất là bơ, nó rất là dễ lên mực, cũng như là nó cứng, nó không bị dễ gãy. Nhưng mà nó đã gãy mày của mình á, vì nó bơ nên là lùm nó rất là dễ. Màu rất là đẹp, giữ màu rất là tốt. Cái phần mascara, brow mascara này thì nó là màu nâu nên là anh không có dùng được. Nhưng mà anh thấy là mọi người dùng cũng khá là ok, khá là dựng mi. Và giúp cho mọi người nếu mà có cái lớp mày đậm như đứa anh màu đen này, mà mọi người để cái tóc nó sáng màu thì mọi người có thể
làm cho cái lông mày của mình nó nhẹ hơn, trông nó tự nhiên hơn. Cuối cùng là một cái sản phẩm rất là lâu rồi, không hiểu sao nó lại vẫn còn trong này. Cái này là một cái thỏi son dưỡng gì đấy của Innisfree. Mọi người có thể thấy là cái màu của nó... Ui, dã man. Mọi người có thể thấy cái màu của nó là màu như này. Anh có nhớ là cái màu son này nó rất là sợ. Cái màu đây là một cái son dưỡng lip balm nhé. Không hiểu sao sao là nó... Hồi trước anh dùng đấy anh cũng thấy nó là đậm rồi, nhưng mà không nghĩ là nó có cái màu hồng như thế này. Có thể là do lâu rồi nên nó bị đổi màu đấy, anh nghĩ thế đấy. Chứ không lý nào đấy, để đánh cái màu son này lên môi. Thì đó là toàn bộ những cái món đấy anh dùng hết trong thời gian vừa qua. Cảm ơn mọi người xem hết video và chúng mình sẽ gặp lại nhau trong video tới nhá. Xin chào, hẹn gặp lại.